chảo này có chống dính không đấy? Vì bạn sẽ không thể sống lâu nếu cứ chơi như thế này đâu. Thôi nào, sát thủ chảo găng, hạ vũ khí xuống rồi chúng ta giảng hòa nhé. Tôi ở đây để giúp bạn mà. Giờ hãy bắt đầu với nơi hạ cánh nào. Những địa điểm hot thường sẽ có nhiều đồ xịn nhất, nhưng cũng sẽ có nhiều người nhảy vào đó. Những khu hẻo lánh thì sẽ an toàn hơn, nhưng bạn sẽ phải cướp phá vài ba thị trấn để sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn đã nhảy dù và hạ cánh an toàn, thì một vòng tròn màu trắng sẽ xuất hiện trên bản đồ. Ấy chính là khu vực an toàn. Bạn nên tới đó vì vòng xanh đang chuẩn bị thu lại rồi. Vòng bo xanh như kẻ bắt nạt, mà nó thì không cần bữa trưa của bạn, nó chỉ cần máu của bạn thôi. Vì thế bằng mọi cách phải vào trong thật nhanh. À tất nhiên cần phải cẩn thận vùng ném bom nữa, kẻ trong đó thì không vui tí nào đâu. Khi vòng bo xanh thu lại hoàn toàn, tiến trình bo sẽ được lặp lại. Lần này sẽ nhanh hơn và vòng bo xanh cũng sẽ đốt đau hơn trước. Đất chật người đông, vì thế sẽ ngày càng ít nơi dừng chân hơn. Hãy chuẩn bị cho một trận chiến bùng nổ nào. Cho tới cuối cùng, kết quả chỉ có thể là một người, một cặp hay một đội sống sót mà thôi. Là thế đó. Được rồi, bạn là nhất, nhất bạn luôn. Nhưng tôi đang xem cái gì này? Hai khẩu shotgun, hai bình xăng, hai băng súng chiến thuật, 150 viên đạn bấy. Không như này được đâu. Bạn có thể cần tới chúng nhưng không phải theo cách này. Bạn sẽ thua ngay từ khi bắt đầu. Giờ là lúc hiểu rõ hơn về cách nhặt đồ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với thắt lưng tiện ích. Thứ này quan trọng đấy. Trước tiên bạn có thể mở rộng kho chứa đồ của mình bằng cách đeo ba lô hoặc mặc áo giáp. Nào nào, bình tĩnh người anh em. Không phải cứ thấy cái gì là nhặt cái đấy đâu nhá. 30 băng cứu thương, 3 băng đạn thay nhanh và 300 viên đạn ACP cho một khẩu súng mà bạn không có. Rõ ràng là không hợp lý chút nào, nhưng sẽ ổn hơn nhiều nếu bạn định sử dụng những phụ kiện này về sau. Được của nó đấy. Nếu bạn cần có không gian cho quả lựu đạn đó thì nhớ xem lại ba lô. Tôi tin là có một số thứ bạn bỏ đi là hoàn toàn hợp lý. 3, 2, 1. Yes, chuẩn không cần chính. Bạn đã hiểu vấn đề rồi.